Tiếp đi. Nhằm trụ và cái các cái kết nối của cầu lưu nhằm thì nó sẽ sinh ra là vị trí vừa đây giữ cái gì đó đâu vừa đây giữ thôi đi xuống 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 đi chỉ xuống đây thì đây nó sẽ bảo mình là tròn cái trục cầu bắt đầu từ ở đâu bắt đầu từ đầu. Cho đến được vị trí nào, ví dụ như mình đến là vị trí là cuối cùng. Thì đây nó sẽ chia ra cho mình bước. Sau khi mình chia được cái phần hết sinh đây rồi á, thì mình sẽ vào thì nó sẽ có là chia ra cho mình ở đây là 5 mét, 10 mét. Sau đó nó sẽ đến phần là gác mặt đất ngang. Nên nó sẽ đến toàn là gác mặt kính ngang. Nên mình sẽ kéo cái mặt kính ngang bên này qua. Các bạn có thể vào cái link trên Skype để mình thảo luận trực tiếp. Chào em. Thì sau khi mình kéo lên nó có mặt cân ngang thì mình có thể là kéo này. Thả vào đây nó báo mình có biết hay không. Đó, có biết hay không là để mình khai báo cái phần mặt cân ngang thay đổi đó. Nếu như mình có mặt cân ngang thay đổi thì nó sẽ thay đổi cho mình. Nếu như không thì thôi, sẵn sàng. Bây giờ ví dụ như mình nên mình thay đổi lại cái kích thước mặt kính ngang này mình điều chỉnh cầu thì học điện nào sẽ như thế. Mình cứ vào đây mình sửa lại cái khoảng cách của nó. Ví dụ như cái cầu này là mỗi bên là 10 mét đi. 10 mét và bên này cũng là 10 mét. Này là nó cao đó, ví dụ như mình có dòng bản nóng nên cái việc sửa cái này nó rất là nhanh như một cái thử đó, thì nó sẽ chạy lại cho mình một cái cầu khác. Nếu như ở trên này mà mình vẽ thêm g lên can rồi, nếu như cầu đường sắt thì thêm ray rồi gì nữa thì nó sẽ rất là nhanh cho mình. Giờ mình sẽ vào cái mặt cắt ngang, loại mặt cắt ngang thứ hai để mình chạy cho cái cầu thứ hai này. Mình phát hiện ra lúc đó mình chỉnh cao độ gì đó để cho nó không bị đụng vào với nhau. Ở đây nó có cái chia cái mặt này ra để cho mình dễ nhìn. Ví dụ như mình chỉnh sửa ra cách ngang đó, mình tính lại thì nó sẽ hiện ra cho mình coi luôn, không có bị che khuất đi. Mình đến cái mặt cắt ngang, mình tạo thêm, tạo bao nhiêu loại mặt cắt ngang cũng được. Nên nó có là import thì TCL là cái định dạng TCL á. Ví dụ như mình có mặt cắt ngang thứ hai, mình có thể copy được mặt cắt ngang thứ nhất. Nhưng mình không thích thì thôi, mình thích thì mình copy. Ví dụ như mặt cắt ngang thứ hai, cầu mình bên này 10 mét thôi. Và mấy thì cái cầu này nó sẽ có mặt cắt đơn giản cho anh chị Nhật như mình làm như được. Ở đây làm điện ảnh
xếp xếp trả đi 3 mét, 3 mét. Thì ví dụ như mình cho nó có cái dày chứ, thì khi đó mình kết thúc cái lần này, tạo cho nó một cái biên kín. Cái này có thể tục rõ được. Và một cách là do người dùng từ này, ví dụ như cái nút này của mình là chưa đúng này. Khi vẽ mình cố gắng vẽ cho nó đúng cái điểm mà. Cho nó mình cho nó một cái điểm, tạo ra một cái điểm tràn thì nó sẽ bước phát mình là chọn vào cái boundary. Sau đó mình sẽ xuống cái đầu số 2. Một cái loại cầu thứ hai tương tự mình thường sẽ có là bảo mình là chọn cái trục cầu bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ đâu, đó là nó chưa hiểu cái chủ tròn của mình đó. Nó sẽ bán cho mình tương tự mình sau khi mình có xong để trước vào đây và mình thấy là nó chưa có mặt cách ngang lắm, mình có cái loại dầm thứ hai mình vừa lại dừng lại. Mình thấy lúc này là mình có hai cọc, có hai cái cọc bao nhiêu cầu cũng được. Hai cầu này ví dụ như này là nó chạm nhau á, thì mình phải hạ chút, hạ cái tách dọc xuống cho nó phù hợp, đừng có cao quá. Mình có thể lên đây, mình hạ cái này xuống, không thể 5 mét được mà là 1 mét thôi. Nó mình chạy lại, đó, mình sẽ thấy. Rồi nó có các cái hình chiếu để mình chiếu qua cho mình thấy. Đây, hai cầu nó ở lên như thế này, một cái đi trên, một cái đi dưới. Tương tự thì mình sẽ khai báo cho phần trụ cầu, thì mình cũng tạo ra mặt cách ngang, mình cũng tạo ra mặt cách ngang. Sau đó mình vẽ cái trụ cầu vào thì nó sẽ xuất ra cho mình là giả sử như cầu mình có siêu cao thì mình khai báo cái tham số cho siêu cao, ví dụ như cầu cong là có siêu cao thì mình có thể chỉnh sửa cái siêu cao đó được. Rồi nó có thêm cái phần là gán vật liệu, và đây offline thì nó có cái mục là pin plus để mình kết nối làm việc nhóm với nhau. Thì sẽ có vật liệu là theo, bởi vì nó phân tích được nội lực của kết cấu cho nên nó yêu cầu mình là phải đưa vào phần vật liệu cho phần tendon. Thì để mình nó hỗ trợ mình á, hỗ trợ mình cái phần mà vẽ các diễn lực giả
trên này nó sẽ có hai công cụ. Nó có cái công cụ là hồi tiết cái lưới điện. Để mà sau này mình khai báo cái phần là cám giữ lực cho nhanh. Nó chọn mình là cái điểm này là điểm ở phía trên này là phía dưới. Ví dụ mình chọn điểm phía trên thì nó sẽ có một cái lưới điểm ở đây. Ví dụ như thế dưới của mình là có bao nhiêu các số điểm, khoảng cách là bao nhiêu, khoảng cách là 0.2 thì nó sẽ dời ra cho mình và số lượng là bao nhiêu. Nó có hai hướng, đó là theo hướng U và hướng V. Nên sẽ có cái hệ trục U, V. Thì mình khi mình có cái U mình có cái U này, cái V này là bao nhiêu, ví dụ như cái U này. Và cái U này ví dụ như mình có bao nhiêu thì cái này á là mình tính là ví dụ như là 10 điểm, ví dụ 10 thì ví dụ mình có thể cho cái khoảng 5, nhưng mà thường thì người ta không làm nhiều như này, nên là mình cho 2 hoặc 1. Cái này là nó hỗ trợ mình cái việc khai báo chính xác. Vậy như này mình thấy nó quá rõ. Mình có thể dạng điểm hoặc là dạng không phải điểm. Thì nó sẽ có các cái điểm này. Tương tự mình muốn khai báo cho thớ trên cũng được. Còn không mình chỉ cần khai báo ở dưới thôi, sau đó mình tạo hàm. Lúc nào mình qua cái đầu này có cái điểm. Cái điểm này là điểm chuẩn bị sẵn cho mình rồi, để sau này mình tròn thì nó sẽ nối các điểm này lại và nó cũng có tham số. Cái điểm này thì nó cũng có tham số. Cái lúc nãy mà mình nhập cái khoảng cách mình có thể nhập nó hoặc là mình sẽ báo tham số. Nên là nó có một cái công cụ để khai báo tham số ở đây. Nó có hai dạng tham số, là dạng bảng hoặc là dạng công thức. Nó sẽ nhập vào. Như đây mình sẽ nhập vào đây là không. Tại vị trí thì bằng không. Điểm y là bằng bao nhiêu. Ví dụ như này của mình, cái dạng này thì là bằng mấy. Tại vị trí là bằng 50, thì là bao nhiêu, ví dụ như đi bằng 2 mét. Và cái thay đổi của mình ở đây là thay đổi theo dạng gì, theo dạng là airborne hay là theo dạng gì. Nó sẽ tính ra cho mình thay đổi dạng gì, nó thay đổi dạng đó. Ví dụ tới 100 mét, mà tới 150 mét luôn. Thì cái này của mình nó về là được. Cái này của mình nó là đang là thay đổi là. Nó cong giống như này. Đó là kết thúc ở điểm phía dưới. Và nếu như mình cong ở trên đó, thì nó sẽ cong lên phía bên trên như này. Tức là tùy theo mình thiết kế cái cầu của mình là cong như thế nào, hay là cong cả hai, có nhiều người cầu. Có nhiều người cầu như mình. Hoặc là quy là thẳng luôn á, là mình có thay đổi tham số gì thì là thẳng. Nhưng mình chưa gán gì vào hết á, thì nó không có thể hiện gì. Và trong cái ngang của mình cũng phải có cái
cái hàm số, ví dụ mình muốn cái chiều cao này thay đổi, trở nên mình phải cho nó một nhà. Cho nó một cái hàm số, thì qua kia khi mình kéo cái hàm số đó thì nó gán vào. Cho nên trong cái ví dụ 153 trang ở đây thì người ta trình bày rất cụ thể, trình bày trong cái phần mô hình thì tham số thay đổi này, ở đây thì người ta làm cái dòng họp rồi cái trụ lại không qua. Thế nhưng mà mình á, nếu như mình không cần mà làm, không cần tính toán thì mình tới cái bước số 1 này là được rồi. Cái bước số 1 này là mình có thể trao đổi dữ liệu giữa offline switch và offline qua cái công cụ parameter parametric modeling. Tới đây là được rồi. Ví dụ như mình dựng beam á, dựng beam mà cái hồ sơ là đơn vị khác người ta thiết kế hết rồi, mình không có làm, không có tính lại á, thì mình chỉ dựng hình thôi. Tức là chỉ dựng early 300 bên offline switch để nhận, rồi qua đó mình qua bên team của chiếc cục thể để nó thể hiện được cái cầu tâm rất nhanh. Còn nếu như mà mình thẩm tra thì mình lại là thêm những cái phần dưới này. Đó là do tại sao mà khi mới ra đó nó chỉ ra đến đây thôi, chỉ đến cái phần này thôi. Còn từ cái trending ở đây trở xuống là nó chưa có, mà phải đến bảng sau này nó mới có, vì người ta làm thế nhiều. Thì đến cái mục này là có thể trao đổi được rồi, trao đổi được dữ liệu rồi. Ví dụ của mình dữ liệu ở C là đây là offline object one, thì mình mới vào trong này mình trao đổi dữ liệu lại với nhau. Nó sẽ phù hợp cho bên cầu, nó sẽ hỗ trợ nhiều. Microsoft Excel không có hướng dẫn, không có hướng dẫn cái phần đó, mà chỉ có hướng dẫn phần tính toán, phân tích nội lực kết cấu. Trên cái đó thì có xem bằng bố trí bút thiết theo mô hình game, chứ không không có dạy Microsoft được. Đây, ví dụ như đây ở đây thì mình vào á, nó hơi khác một chút so với các cái phần mềm mình đã xài qua. Mình có thể ở đây mình có nhiều thứ mình mở, muốn mở cái gì mình mở. Dạ, trong cái mục này thì sẽ có cái phần switch construction, nên sẽ có cái công cụ đấy để hướng dẫn mình. Nếu như mình chỉ cần dừng anh thôi thì mình tới đây mình không làm được. Tạo mình có thể đứng ở trên offline để mình tạo cũng được, hoặc là mình lấy dữ liệu qua bắt đầu của nó để update cái mô hình mình. Giả sử như mình có sửa thay đổi gì đó, của mình là new hay là mới, các cái đưa vào mình có cái gì mình đưa vào cái đó, đưa vào các cái rồi thì cao hay không. Thì nó sẽ đưa vào cho mình rất là nhanh hơn. Ví dụ như mình qua bên kia mình thay đổi,
qua bên bên bridge. Mình thay đổi mặt ngang đi. Đó là ví dụ như đây mình làm mà. Mình làm ví dụ như mình làm dầm bạn đỏ này, mình làm dầm mà nó đặc quá, nó kỳ. Mình muốn làm dầm bạn đỏ, không muốn làm dầm đặc nữa. Mỗi lần là nó cho mình đục, mình sẽ đục lỗ đó. Mình muốn đục bao nhiêu lỗ cũng được. Không muốn, mình đang muốn làm là giờ đây lỗ tiết kiệm. Rồi cái này nó rộng rồi đó không? Tính làm tâm, sau đó mình qua bên đây, nó sẽ có là đây, nên đây mình thấy là nó sẽ cập nhật lại cho mình, cái phần đó. Nên nó có một cái công cụ nữa. Tức là với những cái cầu cong như thế này á, thì nó sẽ có một cái mục cắt mặt cắt mà theo phương dọc. Là cầu cong này thì mình cần ra một cái cắt dọc mà cho nó cong, nó cong đi á, nó cong theo cái mặt cắt ngang của mình. Thì ở đây nó cũng có cái công cụ đó. Bên cạnh đó thì nó sẽ có, nếu như mình không muốn, ví dụ như những cái cầu thẳng bình thường, đơn giản thì mình không dùng off làm tiếp, mình dùng những cái công cụ dựng lên của nó cũng dựng được. Đó là đạo khối đường dẫn, đạo khối đường dẫn và mặt cắt thay đổi, xoay hướng đường, hướng đường cắt bát hoặc là bao cong, ví dụ như cái công cụ bao cong này. Khi mình tạo ra đối tượng 3D là mình bao cong thì mình là bố trí những cái trụ mà uốn cong, mình thấy sinh nó có một visualization là để mình đặt địa hình đưa vào. Ví dụ như muốn mà mình trình bày mà ở bước dự án mà khi mình dựng sơ bộ cái cầu xong rồi mình điền địa hình vào thì mình vào cái mục này. Để mình thêm địa hình, thêm cây cối vừa vào ở cái phần live voice, thêm cây cối vừa vào để mình thêm trình chiếu lên. Nên là mình có hai công cụ, vừa trình chiếu phương án là vừa tính toán rồi mình làm được hết ở trên này. Bây giờ ví dụ mình không muốn mở cái này rồi, tắt đi. Đây là cái trụ cong, bao cong này mình sẽ vát nó mới được. Plan of plan bridge. Nếu như bạn nào mà làm việc tính toán thì sẽ có thêm cái phần là khai báo hoạt tải, nên chỉ kỹ về cái phần là khai báo hoạt tải. Tổ hợp tải cao và nó kiểm toán luôn kết cấu cho mình, đó là design, kiểm toán ứng suất, cường độ, kiểm toán cả cái phần cái trụ cầu, kiểm toán cả cái phần trụ cầu mà theo nếu muốn đồng thời vẽ đường hướng ở đây thì
vẽ đơn nữ, vẽ biểu đồ nội lực cho mình coi ở trên đây kèm với lại cả cái hình này. Nghĩa là đến bảng 2021 thì Auckland đã phân tích được nội lực kết cấu và tận dụng được cái mô hình đó để mình đưa vào trong cái phần mình. Bởi vì tại sao mình bắt cái này lên để nó nằm, bởi vì cái này nằm trong con quần này, cho nên bắt cái này lên là tôi thấy. Còn mình tắt bên này nó đẹp thế nhỉ, nó sẽ về tạo một cái 2D. Thì khi mình có 3D rồi thì mình có thể tạo ra được mặt 2D ở đây. Khi mình tạo ra ở đây á, thì cái phần mềm này nó khác một chút xíu là cái mặt 2D nó cắt, nó để ngay ở trên cái phần mặt bằng luôn. Nó không có xuất hiện ra một cái cửa sổ khác, không xuất hiện ra một cửa sổ khác làm cho mình khó quản lý. Cái nào cũng để là mình để, nhưng mà nó là để luôn trên mặt bằng, chứ nó không có xuất hiện cửa sổ khác cho mình. Thì như vậy cái cách quản lý của nó sẽ làm nhìn được tổng thể rồi một cách. Đó là phần giới thiệu về Auckland Bridge 2021 làm cho cộng